Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Cây phát triển khỏe mạnh được thì cần phải có lượng đạm rất là cao bà con nhé. Thì bón tháng 5 chúng ta hay bón NPK tổng hợp, đó là phân hóa học bón để cho cây phát triển khỏe mạnh. Nhưng mà bón nhiều quá, cái hệ lụy của nó dư tồn ở trong đất, nó sẽ gây ra hệ lụy là cây hay bị ngộ độc, và cũng như là dư tồn ở trong đất nó làm hại cái tầng lớp đất nó rất là nhiều, nó làm mặn độ đất. Thì bây giờ cái xu hướng chuyển thành phân hữu cơ hữu hiệu để mình bón, mình tưới, nó xu hướng chung hiện nay rất là phổ biến và nó đạt hiệu quả rất là cao, như dòng ngâm cá để ngâm, trứng để ngâm, chuối để ngâm và đậu tương để ngâm để tưới cho cây cam, nó đạt hiệu quả rất là cao. Tại vì lượng đạm như trong cá và đậu tương nó rất là nhiều, hai cái đó lượng đạm nó tương đương nhau, nó rất là hữu hiệu luôn. Tưới thì nó không bị, cây nó không bị sốc cũng như là nó không bị ngộ độc bộ rễ, và nó không dư tồn ở dưới tầng lớp đất nhiều nên là cây nó hấp thụ rất là tốt. Thì hôm trước mình có chia sẻ với bà con một video về cách ngâm ủ cá để tưới cho cây cam đạt hiệu quả cao nhất, thì có bạn vào bình luận và bảo là mình chia sẻ về cái video làm ngâm đậu tương để tưới cho cây cam. Thì hôm nay sau giờ nghỉ giải lao, mình cũng xin chia sẻ với bà con và các bạn về cái cách ngâm ủ đậu tương để bà con tưới cho cây cam nó đạt hiệu quả cao nhất. Mình thấy xem cũng rất là nhiều người ngâm ủ, nhưng thật ra mọi người cũng vẫn chưa nắm bắt được cái tỷ lệ cũng như là ngâm như nào cho nó đúng hiệu quả nhất. Thì mình xin chia sẻ với bà con và các bạn thực tế của nhà vườn Cao Phong mình cũng đã làm mọi người nhé. Về cái cách làm phân từ đậu tương thì xin chia sẻ với bà con và các bạn là cái hàm lượng đạm của trong đậu tương nó tương đương với cá mọi người nhé, nhưng mà ở trong cá thì là nó chứa hàm lượng đạm và canxi rất là nhiều đó, nhưng đậu tương thì nó lại khác, là lượng đạm cũng tương đương như cá nhưng nó khác là nó có thành phần kali rất là nhiều luôn ở trong cái đậu tương. Và khi mình ngâm và mình hoặc là mình nghiền, mình tưới, mình rắc ở trên mặt thì cây cam hoặc là bất cứ cây có múi ăn quả rất là ngọt luôn, nhất là bưởi và cam. Thì xin thưa với bà con, tại vì nó có lượng kali rất là nhiều, nó khác ở cá. Thì xin chia sẻ với bà con và các bạn cái cách ngâm ủ như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy, đó là có hai cách làm phân từ đậu tương mọi người nhé. Cách một thì xin chia sẻ với bà con là cách một là ngâm thành nước tưới, thì cũng như các bạn đang nhìn ở trên màn hình, tỷ lệ nó là một tạ đậu tương thì cộng với 120 lít nước. Trong 120 lít đó thì các bạn sẽ cộng thêm là 5 kg men vi sinh, là cái gói men vi sinh mà các bạn ra ngoài hiệu các bạn mua 30.000 một gói, mà cái gói đó 5 lạng đó mọi người, đó là gói men vi sinh tổng hợp, cộng thêm 1 kg chicho lập ma, là cái gói chicho lập ma đó mọi người, và cộng 1 kg protea sua, cộng 30 lít rỉ mật, đó là tỷ lệ để mọi người ngâm như mọi người đang nhìn trên màn hình. Đó là mình cách để ngâm để cái tỷ lệ tiêu chuẩn đạt luôn là mọi người ngâm thành phẩm để mọi người tưới. Trong cái mình xin nói qua, như cái hôm trước mình đã chia sẻ với bà con ở cái video ngâm cá, thì cái chicho lập ma nó là cái lấm đối kháng mọi người nhé, còn cái protea sua nó là cái chất để chuyển hóa cái chức năng từ chất đạm, từ chất béo của cá cũng như là của đậu tương đó, của đậu tương để chuyển thành chất đạm để cây dễ hấp thụ. Khi mọi người tưới xuống, nếu như không có protea sua thì phải qua cái dịch đất thì nó mới, một thời gian sau thì cây rễ nó mới lại hấp thụ được. Nhưng khi các bạn trộn cái protea sua vào thì nó sẽ chuyển hóa ngay từ trong quá trình ngâm, thì mọi người tưới nó sẽ, cây nó sẽ hấp thụ được ngay khi cái độ ẩm tầm 50-60% là cây nó sẽ hấp thụ trực tiếp luôn mọi người nhé. Và cái rỉ mật thì nó làm cho lớn nhanh cái men vi sinh và cũng làm cho khử cái mùi hôi thối của men vi sinh nữa, của cái đậu tương đó. Nên là mọi người xem cái tỷ lệ và mọi người ngâm đó. Ngâm thì trong vòng 75 ngày đến 90 ngày thì đem ra sử dụng được mọi người nhé. Và mình xin lưu ý mọi người là khi mở sau 75 ngày và 90 ngày mà mọi người ngâm, mọi người mở ra mà có thấy vẫn còn hơi mùi chẳng hạn, thì mọi người sẽ lại tiếp tục hòa cái 5 kg men vi sinh nữa, cộng thêm 20 lít rỉ mật mọi người mua về, và mọi người hòa vào 20 lít nước và mọi người đổ thêm vào, khuấy đều lên, và sau một ngày thì mọi người đem ra tưới cực hiệu quả luôn, và nó cũng hết mùi mọi người nhé. Tưới với tỷ lệ là 1:20, có nghĩa là 1 lít nước đậu thì các bạn hòa cho 200 lít nước tưới vào cái trời mát để cây nó hấp thụ rất tốt. Và tưới thì mọi người phải tưới cách gốc 30 cm nhé, mọi người đừng tưới vào trong trực tiếp vào gốc, tại vì
biết là nó là hữu hiệu chẳng sao, nhưng mà tốt nhất là các loại phân, bất cứ phân gì thì mọi người cứ tưới đừng vào trực tiếp vào gốc. Tại vì cái gốc là cái nơi trú ngụ rất là nhiều những con vi khuẩn, và bộ rễ của nó là cái bộ rễ để đưa trực tiếp lên cây, nên là mình tốt nhất là mình không nên tưới vào trong cái gốc, và mình tưới ở cái vành tán từ cách gốc 30cm ra, và nó hấp thụ các chất thì nó đưa vào bên trong và nó sẽ chuyển lên cây. Đó là lưu ý với bà con và các bạn. Và trong cái quá trình ngâm thì ngâm đậu đó bà con, thì cái quá trình nó sẽ lên men và nó sinh tự, nó sinh khí. Thì cái bình chứa hoặc là các bạn ngâm vào một cái bể chẳng hạn, hay là cứ theo tỷ lệ như trên, thì các bạn ngâm thì các bạn phải có một cái lỗ để các bạn thoát khí. Thì cái lỗ đó mình chia sẻ với bà con là bà con dùi ra, bà con lấy một dây tiêu và bà con cắm vào, sau đó bà con thòng nó dài ra để cho tránh con ruồi nó đẻ cái con bọ, cái con giòi vào. Đó là mình chia sẻ với bà con để tránh bị lổ. Không là rất là nhiều người ngâm thì khi mở ra phát là nó sùi hết ra mọi người nhá, nó sùi ra sụt hết luôn cả một cái phi luôn. Thế nên là đến mọi người lưu ý là trong quá trình ngâm thì mọi người phải dùi cái lỗ ở bên trên và che, đừng để cho nước mưa nó vào. Đó mọi người lấy một tấm bro mọi người đặt lên trên cái lỗ dùi ở cái lắp đó. Nên là đấy là chia sẻ với bà con là cách thứ nhất là cái ngâm thành nước để bà con tưới, cũng như là cái tỷ lệ để bà con biết bà con tưới một cách hiệu quả cao nhất. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với bà con cái cách thứ hai, đó là cái cách nghiền nhỏ để rắc lên trên mặt bầu và bà con tưới. Thì nó có hai dạng bà con nhé. Dạng một là bà con nghiền vỡ, cũng như bà con đang nhìn trên màn hình, đó là cách hai. Thì dạng một là bà con nghiền vỡ, có nghiền đôi ra, cứ làm cho nó dập cái hạt đậu ra, thì bà con đào bầu rồi bà con rắc xuống, thì bà con không cần phải trộn và ủ cái gì, và lấp lại thì sau 20 đến 25 ngày là tự đậu nó thối, thì cái bộ rễ của nó cũng sẽ ăn, thì nó giảm cái chi phí bà con ngâm, giảm cái chi phí là bà con mua dịch rồi là ủ. Nhưng mà nó không tốt bằng là bà con ngâm để bà con tưới, nhưng mà nó đỡ đi cho bà con cái khoản là mình phải chi phí về ngâm thôi. Nhưng mà thật ra thì nó không tốt bằng cái mình ngâm ra mình tưới bằng nước, thưa bà con. Đó là cái dạng một là nghiền vỡ bà con nhé. Thì rất đơn giản, bà con cứ đào bầu và bà con rắc đó, và bà con lấp lại. Dạng hai là nghiền nhỏ rồi ủ. Thì mình xin chia sẻ với bà con cái cách ủ. Nếu mà rắc trên mặt thì bà con nếu như rắc không, mình thấy xung quanh nhà, các nhà vườn mình đây đầy là người ta làm, người ta mình bảo nhưng mà không, người ta không tìm hiểu bằng kỹ thì người ta ủ, không ủ gì cả, người ta cứ thế là nghiền nhỏ ra, người ta rắc lên trên mặt không thôi. Kiến với cả cái các con dạng khác nó bò vào nó ăn, nó cũng chích hết hết mọi người đó. Nên là mình phải ủ, để mình ủ rồi mình mới rắc lên trên bầu và mình tưới thì nó mới đạt hiệu quả cao. Thì xin chia sẻ với bà con về cái cách ủ như sau. Ủ thì bà con phải ủ theo cái tỷ lệ của nó, chứ không phải ủ bừa bà con nhé. Một tạ kg đậu tương, có nghĩa là một tạ đó, một tạ đậu tương thì bà con ủ cộng với 30 cái kg lân spe. Bà con phải nhớ có hàm lượng lân, nó làm cay thì nó sẽ sau này nó không làm cho cái con kiến nó ăn nó bâu đó. Thì mọi người phải nhớ là theo cái tỷ lệ là một tạ đậu tương thì cộng với 30 kg lân spe, cộng với 1 kg chicho lạp ma, là các bạn cấy thêm cái lấm chicho lạp ma, là lấm đối kháng bà con nhé, lấm bảo vệ cái bộ rễ, và nó cũng là gây ra cho, nó tạo ra cho một cái phân hủy ở cái đậu tương nhanh, để cho nó tạo ra cái lấm đối kháng cân đối để rễ nó hấp thụ. Mọi người chỉ cần trộn hai loại thôi, đó là 30 kg lân và 1 kg chicho lạp ma. Nhưng mà cái một cái chicho lạp ma thì các bạn phải hòa ra thành nước đó, và các bạn dùng bằng bình ô doa, và khi đậu tương nghiền thật nhỏ và trộn lẫn lân, các bạn đảo như đảo vữa, thì các bạn lấy cái ô doa mỗi một lượt các bạn rải tưới mà hòa ít thôi nhá, một cái cân chicho lạp ma các bạn hòa ít thôi, các bạn tưới vào cái chỗ các bạn đang đảo đó, tưới thật ít thôi, không được để làm cho đậu tương nó bị ướt sũng ra bà con nhé. Bà con chỉ làm tưới gọi là có nước vào để nó phân thủy một tí thôi, để trộn cái chicho lạp ma để cho nó nhanh và nó phân hủy rất là nhanh luôn, nó tạo ra một cái lượng lấm đối kháng cực kỳ tốt luôn. Nhưng các bạn phải hòa, và các bạn nếu ra các bạn tưới nhớ cho mình là không được tưới đẫm, mà các bạn chỉ gọi là tưới để cho nó có nước thôi, các bạn đảo đều lên đó, và các bạn ủ
sau 15-20 ngày đem ra các bạn rắc. Ủ thì các bạn làm như này cho mình, các bạn rải một lớp bạt ở dưới đó, và các bạn đổ cái lượng nước đổ cái lượng đậu tương các bạn vừa trộn ủ như mình vừa nói ở bên trên xong, sau đó các bạn đậy lại lấy một cái bạt khác, các bạn đậy kín lại và quây kín lại, không để hở một tí nào, để nó nóng, để nó tối và nó nóng, thì nó giúp cho cái sự phân hủy rất là nhanh luôn. Thì sau 15-20 ngày các bạn đem ra các bạn rắc và tưới trên mặt, thì các bạn sờ vào thì nó bông, đó là nó hoàn toàn là nó phân hủy một cách cực kỳ tự nhiên và nó có cái lấm đối kháng. Các bạn rắc lên trên mặt và các bạn tưới, nó có lân, nó cay, không có loại gì nó ăn, nó rất tốt cho bộ rễ. Lân nó là chất kích thích rễ, đó là cái nguyên lý và cái cách để nhà vườn hoa quả sạch mình cũng đã làm mọi người nhé, nên là mình chia sẻ với bà con và các bạn thực tế những cái nhà mình đã làm. Đây là mình chia sẻ với bà con tất cả những cái gì ở trên màn hình, bà con cùng xem và nghiên cứu để bà con cùng tham khảo. Và trên đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bà con và các bạn. Cũng mong video của mình chia sẻ có thể giúp ích được phần nào cho bà con, để bà con cùng biết cách để bà con ngâm đậu tương tưới cho nó đạt một cách hiệu quả cao nhất để giúp cho cây phát triển khỏe mạnh. Cũng như thường lệ, kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong là kênh luôn chia sẻ với những kinh nghiệm thực tế. Xin có lời cảm ơn tất cả bà con đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong của mình. Video của mình chia sẻ mà có thể giúp ích được bà con thì bà con hãy nhớ ấn like cũng như là nút đỏ đăng ký ở phía dưới để ủng hộ tinh thần cho kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong mình phát triển mạnh hơn nữa nhé. Và đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Thân ái nói lời chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.